Các bạn thấy ngôi nhà không? Mình không biết mấy cánh cửa nó còn không mà mình thấy nó trống hoắt rồi mọi người. Còn bên trên các bạn thấy hiện tại dây leo nó bao trùm hết cái ngôi nhà luôn. Có cái hình gì mà màu vàng, màu đỏ giống như hình lá cờ các bạn. Đây nè các bạn. Ôi ôi da. Da rắn nó nằm đây nè. Các bạn thấy giống như là một cái đầu đỏ đây nè. Giống gương mặt không? Giống một cái đầu người ta. Như nãy mình đi ra đây mình thấy như có mấy cái ngôi mộ hay gì á. Đây là cái gì vậy ta? Chỗ này mình thấy có cái gì. Cái gì lạ lắm mọi người. Trời ơi. Đâu rồi? Mất tiêu rồi. Lúc nãy mình mới thấy giống như là một cái bóng người đang đứng chỗ cái bộ dừa nước này nè. Mến chào các bạn. Chào mừng cả nhà quay trở lại video mới tiếp theo hôm nay của Hoàng nha. Hiện tại mình đang có mặt ở Gò Công, Tiền Giang. Clip tiếp theo hôm nay á, mình chia sẻ cho mọi người về một cái ngôi nhà bỏ hoang khá là rùng rợn luôn. Thì mình được một cô lớn tuổi xem ở trên kênh của Hoàng á, có chia sẻ cho mình biết ở đây có một cái ngôi nhà bỏ hoang trên 40 năm rồi các bạn. Một cái ngôi nhà bỏ hoang trên 40 năm rồi. Hiện tại nó nằm ở trong cái lùm cây nè. Đó. Trước tiên thì Hoàng chia sẻ cho cô chú anh chị xem bao quát cái khung cảnh bên ngoài cái ngôi nhà nha. Xung quanh thì rừng cây dừa nước, rồi cây rừng nó mọc hoang dại rất là nhiều như thế này nè. Thì cái người cô mà chia sẻ cho Hoàng biết cái ngôi nhà này á, xưa kia là của một điền chủ rất là giàu có ở đây luôn. Nhưng mà khi ông bà qua đời rồi thì con cháu hiện tại bây giờ người thì sống ở Sài Gòn, người thì sống ở nước ngoài. Vì thế cái ngôi nhà này bỏ hoang đến bây giờ luôn mọi người. Lúc nãy thì mình đi cái đường này nè mọi người. Đó. Chui cái đường này qua nè. Đi bộ gần 300 mét mới vào tới được đây. Mình hỏi thăm thì người ta chỉ cái ngôi nhà hiện tại nó nằm trong cái lùm cây nè. Mà mình chưa thấy ngôi nhà đâu luôn. Người ta nói đi vào cái đoạn này thì nó sẽ cùng đường. Và sẽ thấy được cái ngôi nhà nằm trong đây. Đây là một cái ngôi nhà xưa. Ngôi nhà của một vị điền chủ rất là giàu có ở Gò Công ngày xưa nha. Không biết bên trong như thế nào. Người ta nói ban đêm á, đi ngang đây, những cái người mà xôi cá xôi ếch á, không dám bén mảng là gần cái ngôi nhà này luôn. Thì mọi người biết cái ngôi nhà này nó linh thiêng và rùng rợn như thế nào nha. Trời ơi trật. Ui nhìn từ xa mình thấy ngôi nhà rồi kìa mọi người. Thấy được cái vách tường rồi kìa. Quá trời lá cây luôn. Đường đâu đi ta? Không thấy đường đi luôn. Ui cây dừa này ngộ mọi người. Cây dừa này sao nó còn có nửa cây à? Kỳ ta. Có lẽ nó bị mối, bị gì nó ăn. Rồi bây giờ nó có cái sẹo vậy luôn. Đây nè, bên trên nè. Có trái không nổi luôn. Nó không chết là may lắm. Sao có trái nổi. Đường đâu đi vô ta. À đây đây, mình thấy có cái lối mòn rồi nè. Mình nghe nói ngày xưa á, ông chủ nhà này ngày xưa là ruộng đất. Cái khu này là cò bay thẳng cánh luôn nha. Bây giờ hiện tại con cháu đi nước ngoài. Có người thì ở Sài Gòn. Trời ơi cây cối quá trời luôn mọi người. Không hiểu sao bữa nay gió kinh khủng người ta.
mới có bước vào tới cái sân của ngôi nhà này thôi mà gió coi kìa. Các bạn thấy ngôi nhà không? Mình không biết mấy cánh cửa nó còn không mà mình thấy nó trống hoắt rồi mọi người. Còn bên trên đó các bạn thấy hiện tại dây leo nó bao trùm hết cái ngôi nhà luôn. Xung quanh đây là mấy cái mương dừa nước nha, để mình xem coi có mồ mả gì hay là không. Người ta nói mấy cái anh mà ban đêm đi chích cá ở đây á, chích cá theo mấy cái mương này nè, là người ta thấy bóng người ở trong cái căn nhà này, thấy bóng người bay qua bay lại trong đó đó. Rồi về mọi người truyền tay nhau kể với nhau nhiều câu chuyện. Căn nhà này phải nói rùng rợn thiệt. Cái con đường vào cái ngôi nhà này phải nói là cực kỳ khó đi luôn mọi người. Phải hỏi thăm 4-5 hộ từ ngoài đầu đường vào tới trong đây. Rồi mình phải băng một cái đoạn đường 300m, lội bộ 300m luôn, chứ xe gắn máy chạy không được luôn á. Ngôi nhà này người ta nói hình như là bỏ hoang 3 mấy năm hay là 4 mấy năm gì á. Để mình vào xem cái ngôi nhà này bên trong như thế nào, mọi người cùng Hoàng đánh giá cái ngôi nhà này nha. Xem cái ngôi nhà này có phải là của điền chủ, của một người đại gia ở cái vùng đất Gò Công này hay là không nha. Đây nè các bạn, cái ngôi nhà bên trước mình thấy gồm có 1, 2, 3, 4 cây cột nha. Còn dây leo thì thôi khỏi nói nè. Mấy cây này là cây trăm bầu. Xung quanh nhà rất là nhiều cây trăm bầu, hiện tại bây giờ nó bao trùm lên cái ngôi nhà, che hết ngôi nhà luôn. Có một số thì nó già, một số thì nó già, nó gãi đổ đây nè. Ui, ngôi nhà này, đây có cái hình gì ta? Đây có cái hình gì mà màu vàng, màu đỏ, rồi như là màu trắng nữa hay gì á. Nhưng mà cái đường này nè, không biết phải màu trắng hay là không. Hiện tại mình thấy nó có hai màu thôi, nước sơn có hai màu, màu vàng và màu đỏ, giống như hình lá cờ các bạn. Đây mình thấy cũng lạ nha. Ôi, đây là bên trong ngôi nhà nè mọi người, sao gió dữ vậy. Trời ơi, giờ cũng 3 giờ mấy chiều, nắng chiều, gió đùng đùng luôn, nắng chang chang, đâu có mưa đâu mọi người. Đây nè các bạn, đây chính là phía bên trong ngôi nhà nè. Hiện tại ngôi nhà bên trong mình thấy nó trống hoắt à, không còn gì luôn. Nhưng mà đặc biệt mọi người thấy là xung quanh cái ngôi nhà này á, rất là nhiều cây luôn. Ngoại trừ cái ngôi nhà này á, nó trống hoắt như thế này, nó bao bọc bởi một cái xung quanh là một cái tường. Đây nè các bạn, cái khung cửa ngày xưa người ta xài cái khóa chốt thế này nè, hiện tại nó ra ten. Còn cái thanh này nè, đó, khi mà mình dặn cái này nè là nó rút cái cây này lên, cái cây này rút lên rút xuống, nó khóa trên cái khung gỗ trên đó đó. Đây là một cái ngôi nhà xưa. Ui, đằng kia mình thấy mấy cánh cửa. Ui mọi người ơi, rắn kìa, rắn, da rắn. Đây nè các bạn, ui ôi, da rắn nó nằm đây nè. Thì một cái ngôi nhà mà bỏ hoang thế này á, bỏ hoang lâu năm, đặc biệt là xung quanh cây cối rậm rạp thế này á, thì mọi người thấy rắn, đó là cái chuyện bình thường thôi.
cẩn thận thôi các bạn. Ngay chỗ này mình thấy có một cái gì vậy ta? Lạ lắm các bạn. Cái tổ mối hay là cái tổ kiến mọi người? Đây nè. Nhưng mà nó lạ là biết cái gì không? Các bạn thấy giống như là một cái đầu. Đó, đây nè. Giống gương mặt không? Giống một cái đầu người ta đang ngậm một khúc cây nè. Đó. Mọi người thấy không? Giống y chang cái đầu người ta đang ngậm khúc cây luôn. Bên trên có hai con mắt nè. Nói vui thôi mọi người. Nhìn mấy cái hình lạ lạ. Trời ơi, ngoài đây mấy gốc cây trầm bầu hiện tại bây giờ cây này nó còn to kinh khủng hơn mấy cây lúc nãy nữa. Cái chỗ này ngày xưa là cái gian thờ nè các bạn. Đây là một cái cửa buồng, bên kia một cửa buồng nữa, còn ở trên đó là cái trang thờ bên đó đó. Hiện tại là không có còn nữa. Mà các bạn thấy có một điều đặc biệt không? Cái nhà này tuy là không còn cái mái nhà nhưng mà nguyên một cái dàn khung gỗ còn rất là chắc chắn nha. Bỏ hoang người ta nói là ba mấy bốn chục năm rồi á. Nhưng mà mọi người thấy cái dàn cột nè. Còn nguyên không có dấu hiệu mục luôn. Kể cả bên trên nữa. Cột kèo gì mình thấy còn rất là chắc chắn luôn. Bạn nào rành về gỗ, rành về cây thì hãy để lại bình luận cho mình biết là người ta xài gỗ này gỗ gì, cây này cây gì mà chịu mưa chịu nắng hay thiệt mọi người. Tuy là không có mái mà nó đứng trơ trơ đây nè. Bên dưới thì người ta thiết kế cái nền nhà này á, người ta xây đổ bê tông, người ta làm cái cột tán bên dưới nè để mà cách đất á, không bị mối mọt. Bàn thờ này lớn thiệt. Ngày xưa ở đây là mình đi vô, chỗ này là cái cửa buồng nè, bên đó một cửa. Cửa buồng nằm đây. Đó, cửa buồng từ đó qua đây nè. Còn bên kia là cửa buồng nằm bên đó đó. Phía sau đây thì các bạn thấy có thêm một công trình phụ. Nhà dưới lúc trước là đây nha. Hiện tại bây giờ thì cây cỏ nó tùm ở sau hết trơn rồi. Nhà dưới lúc trước đây nè. Bên kia nó thông ra một cửa. Cái cửa đó đó. Đây một cửa nữa nè. Đứng từ phía sau nhìn lên cái bàn thờ nè các bạn. Ngôi nhà này rất là rộng. Nó dài. Đẹp thiệt mọi người. Bên đây ngày xưa có một cái cửa bên đây. Để mình xem nó mở ra đi đâu nha. Trời ơi. Phía sau đây. Nhìn kinh dị thiệt mọi người. Xung quanh này không có nhà cửa gì hết trơn. Cách ở đây mấy trăm mét á mới có một cái ngôi nhà. Nhà ở đây thưa thớt. Bây giờ mình sẽ ra phía sau để xem phía sau ngôi nhà này như thế nào nha các bạn. Ui, một rừng cây luôn. Ở phía sau đó có mộ mã hay gì vậy ta? Phải mọi người. Ui, cái đường đi ra phía sau nhìn sợ thiệt. Thêm phần tự nhiên gió càng ngày càng lớn nữa chứ.
mình đi khám phá ngôi nhà mà mình tưởng đâu là đi vào một cái khu rừng nào đó. Nhìn nó như thế này nè. Để mình cho các bạn xem cái ngôi nhà này ngày xưa người ta xây cái vật liệu của cái vách này như thế nào nha. Đây nè. Người ta dùng những cái viên gạch bằng xi măng bê tông ngày xưa người ta đổ á, từng viên rất là to đây nè. Không có xài gạch đỏ như bây giờ. Phía sau ngôi nhà nè các bạn. Ngôi nhà dày ban đêm sao dám vô mọi người. Sợ rắn. Nhiều nãy mình đi ra đây mình thấy như có mấy cái ngôi mộ hay gì á. Không biết phải hay là không. Ở phía sau đây nè. Càng đi sâu ra phía sau nhà thì các bạn thấy cái ngôi nhà này đất rất là dài luôn nha. Bắt đầu nó kéo ra phía sau nè. Dừa nước bao la luôn. Đó, cả nhà thấy chưa? Tới chỗ này là dừa nước nó là một cái đám rừng. Rồi nó có mấy cái mương đi ngang á. Hết đi được luôn mọi người. Sợ thiệt. Lại đứng từ xa mình thấy giống như ngôi mộ vậy. Hay là mình nhìn lầm ta? Có lẽ mình hoa mắt đó mọi người. Đứng từ xa mình dòm thấy giống như hai ba ngôi mộ ngoài đây. Nhưng mà khi ra đây á thì không thấy gì hết trơn. Cũng lạ thiệt. Đây là từ ở ngoài phía sau hè đi vào. Thì ban đêm người ta đi xôi cá xôi ếch á, đi ngang mấy cái đoạn này nè, thì nhìn vào những cái khung cửa sổ này, nhìn vào cái ngôi nhà này á, người ta thấy nhiều cái hiện tượng lạ lắm. Có người bay thoáng qua thoáng lại. Rồi có khi họ nhìn thấy lửa, thấy cục lửa bay qua bay lại sẹt sẹt trong đó đó mọi người. Nói chung là người ta kể về cái ngôi nhà này nghe ghê lắm. Một cái ngôi nhà cổ xưa. Bây giờ hiện tại con cháu còn như là một hai người ở Sài Gòn á. Và một hai người hiện tại đang ở bên Mỹ á. Người ta giàu quá. Ta không có màng đến cái ngôi nhà này nữa. Thấy tiếc thiệt mọi người. Đây là cái gì vậy ta? Chỗ này mình thấy có cái gì? Cái gì lạ lắm mọi người. Trời ơi. Đâu rồi? Mất tiêu rồi. Lúc nãy mình mới thấy giống như là một cái bóng người đang đứng chỗ cái bộ dừa nước này nè. Mất tiêu rồi. Không biết là trong máy có ghi hình, có quay được hay là không. Lúc nãy mình thấy giống như là một cái áo treo đó. Không phải là một cái người mà giống như một cái áo treo phất phơ phơ đó. Một cái áo màu nâu nâu. Tự đi đây mất tiêu rồi, không thấy nữa. Kỳ vậy ta. Lạ nha. Có khi nào mình bị ma dắt không mọi người?
Ngày xưa cái ngôi nhà này lợp ngói, bên dưới các bạn xem hiện tại bây giờ ngói nó bể nằm dài dài đây nè. Nhưng mà tính ra ngói ở trên ngôi nhà này nhiều lắm, đâu mất tiêu rồi ta. Không lẽ có người nào người ta đến đây ngày xưa đến đây người ta lấy hết cái mái ngói này. Nếu mà người ta có lấy ngói thì người ta lấy ngói cũng lâu lắm rồi. Bởi vì hiện tại dây leo nó bao trùm hết cái trên cái mái nhà rồi. Dây leo với lại mấy cây lớn lớn không à. Mấy cánh cửa lá sách. Nhà này cửa nhiều lắm mà hiện tại bây giờ còn có hai cánh đây thôi. Khi mà vào trong cái ngôi nhà này mình khám phá, có một điều mình phải nói rất là đáng tiếc là cái ngôi nhà này không hiểu vì sao mà người ta lại bỏ hoang như thế này. Cây gỗ hiện tại qua hàng mấy chục năm mà nó không có mục, chứng tỏ là các bạn thấy cây này rất là tốt. Tại sao người ta không sửa sang ngôi nhà này lại để làm một cái ngôi nhà thờ? Cây tốt cỡ nào nữa mà bỏ thời gian nữa. Năm này qua tháng nọ nó hư hết luôn mọi người. Ngôi nhà tuy là không có đồ đạc gì hết, nhưng mà mình đến đây để khám phá và tìm hiểu một cái ngôi nhà cổ, một cái ngôi nhà xưa của một người điền chủ ngày xưa rất là giàu ở Gò Công này. Đó. Nhưng mà bây giờ bỏ hoang, nhìn ớn lạnh như thế này. Và đặc biệt một điều mà thôi thúc khiến mình tò mò đến đây khám phá là cái câu chuyện mà bà con kể về thấy những cái bóng ma trong ngôi nhà này. Người ta thường xuyên thấy những cái hiện tượng lạ trong ngôi nhà này, vì thế mình đến đây để tìm hiểu bên trong cái ngôi nhà này nó như thế nào, mà tại sao người ta lại cho rằng ngôi nhà này có nhiều cái hiện tượng tâm linh. Tuy là nó không có còn đồ đạc gì hết các bạn, nó trống lóc à, nhưng mà xung quanh thì mọi người thấy rồi đó, nhìn lạnh thiệt. Đặc biệt là nó không có một cái ngôi nhà nào xung quanh nữa, nhìn ghê quá mọi người. Và không biết là ở trên cái bức tường này á, có một cái hình màu vàng này người ta sơn á. Hoàng cũng không biết là ý nghĩa thế nào mà thấy nó có sọc xanh, nó có sọc vàng, sọc đỏ tùm lum ở trên cái ngôi nhà này. Không biết như thế nào nữa. Những cái viên gạch đinh ngày xưa nè các bạn. Đây nè mọi người. Đó, cả nhà thấy không? Những cái viên gạch đinh ngày xưa rất là to luôn. Ta làm cái thềm chỗ này nè. Đi ra thôi mọi người ơi. Không biết là mình có dám trở lại đây ban đêm hay là không. Ngôi nhà này nếu mà vào ban đêm á, thì mình sẽ thắp hương cúng ngay giữa ngôi nhà này để xem có cái hiện tượng mà mình thấy những cái vong linh đây là không các bạn. Thì các bạn cũng biết rồi đó, một cái ngôi nhà xưa mà hàng trăm năm thế này thì qua mấy thế hệ rồi, ít nhiều thì cũng có ông bà già xưa đã từng mất ở đây. Và đặc biệt là ở trong cái khu rừng rậm rạp thế này, một cái ngôi nhà bỏ hoang thì ít nhiều gì cũng có nhiều cái hương linh về để trú ngụ. Người ta làm một cái nơi trú ngụ ở trong cái ngôi nhà này. Nếu mà ngôi nhà này ở trong đây mà còn những cái tấm vách, còn những cái buồng mà nó bao kín lại, có lẽ là nhìn còn nổi ốc nữa các bạn. Như đây thôi mình thấy cũng đủ sợ rồi. Nếu mà còn vách, còn phòng, còn buồng, còn đồ nữa, có lẽ là nhìn nổi da gà luôn. Nhưng mà làm sao mà còn được các bạn. Một cái ngôi nhà bỏ hoang 30-40 năm thì
Người ta vào đây người ta chôm, người ta lấy lần lần cũng hết rồi. Bây giờ đi ra thôi mọi người. Hôm nay thì Hoàng được bà con chia sẻ về một cái ngôi nhà cổ của một vị điền chủ rất là giàu có ngày xưa ở đây. Cho nên đến đây để tìm hiểu, khám phá và chia sẻ cho mọi người xem. Quay một cái ngôi nhà bỏ hoang ở ngoài đồng ruộng thế này. Cũng muốn đến đây để tìm hiểu xem có gì tâm linh đặc biệt hay là không. Cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành với Hoàng clip này nha. Bây giờ thì Hoàng sẽ dừng clip đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé. Bye bye, xin chào các bạn. Bây giờ con đường đi ra nè, gian nan mọi người.